Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh thể thao Netsport 247. Quý vị và các bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ nhé. Sau đây là các thông tin đáng chú ý. Nhận định Nam Định với Đà Nẵng vòng 14 V-League 2022. Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt nhận lời dẫn dắt Nam Định thay huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ. Nhiệm vụ của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt là giúp đội chủ sân Thiên Trường trụ hạng thành công, qua đó làm bàn đạp trong mùa giải 2023. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng khi mà lực lượng của Nam Định không trội hơn so với những đối thủ đua trụ hạng như Tiền Phong, Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh và Sài Gòn FC. Mặt khác, phong độ của Nam Định trong giai đoạn 1 cũng rất tệ, khi thắng 2, hòa 4 và thua tới 6. Nam Định vẫn chưa giải quyết được bài toán khôn nhà giải trợ. Cả hai chiến thắng của Nam Định tính đến thời điểm này ở mùa giải năm nay tại V-League 2022 đều diễn ra trên sân Thiên Trường. Đó là chiến thắng may mắn trước Viettel FC và kịch tính tính thành phố Hồ Chí Minh. Nhiệm vụ đầu tiên của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt trong hành trình giúp Nam Định trụ hạng đó là phải đánh bại Đà Nẵng ở vòng 14 khi mà đội bóng Thành Nam được thi đấu ở chảo lửa Thiên Trường. Đà Nẵng có phong độ tương đối tốt ở mùa giải năm nay và được dẫn dắt bởi nhà cầm quân giàu kinh nghiệm là huấn luyện viên Phan Thanh Hùng. Tuy nhiên, Đà Nẵng cũng có thành tích thi đấu trên sân khách không thực sự tốt. Do đó, Thiên Trường có thể là điểm tựa để cho huấn luyện viên Vũ Hồng Việt và các học trò đánh bại đội bóng Sông Hàn. Thống kê cho thấy, ở 3 lần so tài gần nhất tại Thiên Trường trong khuôn khổ V-League, Nam Định đều giành chiến thắng. Mặc dù có sự ủng hộ của lịch sử, nhưng Nam Định cũng cần cải thiện được những điểm yếu của mình, đặc biệt là khả năng sát thương đối thủ và hàng phòng ngự. Nam Định mới ghi được 9 bàn thắng và để lọt lưới tới 14 bàn. Theo lịch trận đấu giữa Nam Định với Đà Nẵng trong khuôn khổ vòng 14 V-League 2022 diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 27 tháng 8. Liệu Nam Định có cho Đà Nẵng ăn món lòng sò dưa, nhiều dưa ít lòng hay phải ăn món cháo hành quý vị và các bạn hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Đừng quên bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ Netsport 247 nhé.